Xin chào các em. Ở tiết trước, chúng ta đã tìm hiểu xong phần cuối cùng của phần B, đó là bạch cầu và miễn dịch. Thì chúng ta biết được miễn dịch là khả năng cơ thể không bị mắc một bệnh nào đó, dù sống trong môi trường có tác nhân gây bệnh. Và có hai loại miễn dịch, đó là miễn dịch tự nhiên và miễn dịch nhân tạo. Phần C, chúng ta tìm hiểu sang phần đông máu và nguyên tắc truyền máu. Phần 1 lớn là đông máu, thì chúng ta tìm hiểu được khái niệm thế nào là đông máu và cơ chế của chúng cũng như ý nghĩa của sự đông máu. Hai lớn đó là nguyên tắc truyền máu. Thì chúng ta đã biết được con người chúng ta có 4 nhóm máu. Và gì đấy? Sơ đồ truyền máu. Tiếp đến, chúng ta có nguyên tắc cần tuân thủ khi truyền máu. Đó là khi truyền máu thì chúng ta cần phải xét nghiệm trước để lựa chọn nhóm máu phù hợp cũng như tránh bị nhận máu nhiễm các tác nhân gây bệnh. Thì đây là toàn bộ nội dung ở tiết trước mà chúng ta tìm hiểu về chủ đề tuần hoàn. Hôm nay chúng ta lại sang phần tiếp theo của chủ đề tuần hoàn. Nội dung của bài ngày hôm nay đó là chúng ta tìm hiểu phần D, tim và mạch máu, phần E, tuần hoàn và lưu thông bạch huyết. Thì phần D, chúng ta tìm hiểu 3 nội dung. Nội dung thứ nhất đó là cấu tạo tim. Nội dung thứ hai, cấu tạo mạch máu. Nội dung thứ ba, chu kỳ co giãn tim. Còn phần E, tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết, thì chúng ta tìm hiểu phần 1, đó là tuần hoàn máu. Trước khi vào bài mới thì cô có một số chú thích như sau. Thì đây là những thuật ngữ cô viết tắt ở trong bài giảng. Rồi, đầu tiên chúng ta tìm hiểu đó là phần D, tim và mạch máu. Một, cấu tạo tim. Trước tiên chúng ta tìm hiểu xem tim của chúng ta nằm ở vị trí nào trong cơ thể. Thì nhìn vô hình thì chúng ta sẽ thấy được đó là gì đấy. Tim chúng ta sẽ nằm ở gì đấy? Ở khoang ngực. Giữa gì đấy? Giữa hai lá phổi và hơi chếch sang bên trái. Thì đó là vị trí của tim chúng ta trong cơ thể người. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu về hình dạng của tim. Thì nhìn vô hình thì chúng ta sẽ biết được tim của chúng ta là gì đây? Có hình chóp, đỉnh thì quay xuống dưới và đáy thì hướng lên trên. Về cấu tạo thì các bạn nhìn hình thì chúng ta biết được đó là màng tim sẽ bao bọc bên ngoài tim. Thứ hai, đó là tim được cấu tạo bởi gì đây? Bởi cơ tim và các mô liên kết. Về cấu tạo của tim thì đây là hình 17.1, hình dạng mặt ngoài phía trước của tim. Thì chúng ta thấy đây là tĩnh mạch chủ trên, rồi cung động mạch chủ, động mạch phổi, thì đây tĩnh mạch phổi, tâm nhĩ trái, động mạch vành trái, tâm thất trái, tĩnh mạch chủ dưới,
tâm thất phải, động mạch vành phải và tâm nhĩ phải. Rồi, đây là cấu tạo bên trong của tim. Đây là mặt ngoài phía trước của tim. Thì chúng ta thấy đây là gì đấy? Tâm nhĩ phải. Và đây là tâm nhĩ trái. Tiếp theo, đây là tâm thất phải. Và đây là tâm thất trái. Còn mặt ngoài phía trước của tim thì chúng ta sẽ thấy đây là tâm nhĩ phải. Còn đây là tâm nhĩ trái. Đây là tâm thất phải. Và đây là tâm thất trái. Đây là sơ đồ tim mổ dọc. Thì trước tiên chúng ta sẽ thấy là đây là van động mạch chủ. Đây là van động mạch chủ. Rồi, còn đây là van động mạch phổi. Còn đây là van nhĩ thất phải, hay còn gọi là van ba lá. Và đây là van nhĩ thất trái, hay còn gọi là van hai lá. Về cấu tạo của tim thì chúng ta đã tìm hiểu được đó là tim được cấu tạo bởi cơ tim và mô liên kết. Và tim thì có 4 ngăn, có 2 tâm nhĩ và 2 tâm thất. Chúng ta thấy có tâm nhĩ phải, tâm nhĩ trái và tâm thất phải, tâm thất trái. Thì tâm nhĩ phải là có thành cơ mỏng nhất, còn tâm thất trái có thành cơ dày nhất. Và có các van tim để giúp máu lưu thông theo một chiều. Và đây là hình ảnh động của trái tim con người cắt ngang, cho thấy cả hai tâm thất và sự hoạt động của van tim, van động mạch. Và phần 1, cấu tạo của tim thì chúng ta có những nội dung ghi bài như sau. Thank you.
Chúng ta sang phần 2, đó là cấu tạo mạch máu. Đây là hình 17.2, sơ đồ cấu tạo các mạch máu. Các bạn nhìn vô hình và thử dự đoán xem là có bao nhiêu loại mạch máu và đó là những loại nào. Thì chúng ta có câu trả lời như sau. Đó là có 3 loại mạch máu. Đó là động mạch, tĩnh mạch và mao mạch. Các bạn hãy quan sát hình 17.2 và hoàn thành bảng sau. Về nội dung thì chúng ta tìm hiểu về cấu tạo và giải thích, hay còn gọi là chức năng. Thì chúng ta tìm hiểu ba gì đây? Mạch máu, đó là động mạch, tĩnh mạch và mao mạch. Về cấu tạo thì chúng ta tìm hiểu về thành mạch, lòng trong và các đặc điểm khác. Thì nhìn vô hình 17.2 thì chúng ta có câu trả lời như sau. Về thành mạch thì động mạch chúng ta thấy là có 3 lớp, đó là biểu bì, cơ trơn và mô liên kết. Tĩnh mạch thì chúng ta cũng thấy có 3 lớp, đó là biểu bì, cơ trên và mô liên kết. Còn mao mạch thì chúng ta thấy là chỉ có 1 lớp biểu bì. Còn động mạch thì chúng ta thấy để thành mạch dày hơn tĩnh mạch, còn tĩnh mạch thì mỏng hơn động mạch. Về lòng mạch thì chúng ta thấy động mạch thì lòng mạch hẹp, còn tĩnh mạch thì rộng, còn mao mạch thì là hẹp nhất trong 3 loại mạch này. Về đặc điểm khác thì chúng ta thấy động mạch đó là có sợi đàn hồi, tĩnh mạch thì có van một chiều, mao mạch nhỏ, phân nhánh nhiều. Về giải thích hay còn gọi là chức năng thì chúng ta thấy đối với động mạch đó là dẫn máu từ tim đến các cơ quan với vận tốc và áp lực lớn. Về tĩnh mạch thì đó là dẫn máu từ khắp các tế bào về tim, vận tốc và áp lực nhỏ. Về mao mạch thì đó là trao đổi chất với tế bào. Và đây cũng là đặc điểm của 3 loại mạch, đó là động mạch, tĩnh mạch và mao mạch mà các bạn cần phải ghi nhớ và ghi vô tập. Chúng ta sang phần 3, đó là chu kỳ co giãn của tim. Và đây là sơ đồ 17.3, sơ đồ chu kỳ co giãn của tim. Thì các bạn sẽ thấy đây là gì đây? 1, đó là pha nhĩ co. 2, đó là pha thất co. 3, đó là pha giãn chung. Vậy thì chúng ta hiểu chu kỳ là gì, thế nào là chu kỳ tim hay còn được gọi là nhịp tim. Thì chu kỳ là khoảng thời gian giữa hai lần lặp lại liên tiếp của một sự việc hay thời gian để kết thúc một vòng quay, một chu trình. Như vậy, đơn vị đo chu kỳ là đơn vị đo thời gian. Còn chu kỳ tim hay
còn được gọi là nhịp tim. Thì chu kỳ tim là hoạt động của tim con người từ đầu của một nhịp đến đầu của nhịp tiếp theo. Các bạn hãy quan sát hình 17.3 và hãy điền vào những chỗ trống sau. Thì quan sát hình sơ đồ chu kỳ co giãn tim thì chúng ta biết được mỗi chu kỳ của tim thì gồm có 3 pha. Đó là pha nhĩ co, pha thất co và pha giãn chung. Trong một chu kỳ thì chúng ta thấy gì đấy? Tâm nhĩ làm việc thì các bạn thấy tâm nhĩ của chúng ta làm việc 0,1 giây và nghỉ gì đấy? 0,7 giây. Tâm thất làm việc gì đấy? 0,3 giây và nghỉ gì đấy? 0,5 giây. Và tim nghỉ ngơi hoàn toàn đó là 0,4 giây. Và 1 phút chúng ta có ở đây 75 chu kỳ co giãn tim, hay là cứ 1 phút thì tim chúng ta đập được 75 nhịp. Vậy dựa vào chu kỳ hoạt động của tim, giải thích tại sao tim hoạt động suốt đời mà không mệt mỏi. Thì chúng ta vừa tìm hiểu về chu kỳ, chúng ta thấy ở chu kỳ tim thì có pha giãn chung và đó là cái phần nghỉ ngơi của tim chúng ta. Vậy chúng ta có câu trả lời như sau. Do thời gian hoạt động của tim là 0,4 giây và thời gian nghỉ ngơi của tim đó là 0,4 giây thì giúp cơ tim được phục hồi mà không mệt mỏi. Chu kỳ co giãn của tim thì trong 1 phút trái tim của con người trưởng thành, khỏe mạnh, đập khoảng 70-75 lần và mỗi lần đẩy ra khoảng 150ml máu. Trung bình một ngày, tim đập khoảng gì đấy? 100.800 lần và bơm hơn 15.000 lít máu vào khoảng gì đấy? 96.000 cây số mạch máu. Trong một năm, tim đập khoảng gì đấy? 3.600.000 lần và cả cuộc đời tim đập cả gần 3 tỷ lần và bơm ra cả triệu thùng máu. Tim làm việc liên tục ngày đêm không mệt mỏi, mặc dù tim chỉ to bằng nắm tay em bé và nặng khoảng trên 300g. Một số bệnh về tim. Bệnh cơ tim, nguyên nhân dẫn tới là do cơ tim suy yếu và dẫn đến suy tim. Bệnh cơ tim nếu không được chữa trị sớm có thể gây nhiều biến chứng xấu. Bệnh thứ hai đó là bệnh tim do cao huyết áp. Nguyên nhân là do tăng huyết áp hoặc là huyết áp cao. Huyết áp cao gây ảnh hưởng trực tiếp đến tim và các động mạch. Do đó, để phòng ngừa cũng như chữa trị bệnh cao huyết áp, cần chữa trị và kiểm soát tốt huyết áp. Bệnh thứ ba đó là suy tim. Suy tim là bệnh lý tim mạch thường gặp. Nguyên nhân là do thiếu lưu lượng máu trong hệ thống tim mạch. Bệnh thứ tư đó là rối loạn nhịp tim. Rối loạn nhịp tim là biểu hiện của nhiều bệnh lý tim mạch khác nhau. Rối loạn nhịp tim nhanh, chậm hoặc gì đấy, nhanh, chậm, không đều. Thì đó là một số hiểu biết thêm về tim. Chúng ta sang phần E, đó là tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết. 1. Tuần hoàn máu. Đây là sơ đồ 16.1, sơ đồ cấu tạo hệ tuần hoàn. Thì chúng ta thấy 1. Đó là tâm thất phải. 2. Động mạch phổi. 3. Đó là mao mạch phổi. 4.
tĩnh mạch phổi. 5. Tâm nhĩ trái. 6. Tâm thất trái. 7. Động mạch chủ. 8. Mao mạch phần trên cơ thể. 9. Mao mạch phần dưới cơ thể. 10. Đó là tĩnh mạch chủ trên. 11. Tĩnh mạch chủ dưới. 12. Đó là tâm nhĩ phải. Quan sát hình 16.1. Sơ đồ cấu tạo hệ tuần hoàn máu. Em hãy cho biết hệ tuần hoàn máu gồm các thành phần nào? Thì hệ tuần hoàn máu chúng ta nhìn thấy là gồm có tim và hệ mạch. Và đây chúng ta để ý dùng cho cô. Đối với cái màu xanh này thì đó là thể hiện máu đỏ thẫm. Và các bạn sẽ thấy là một nửa bên gì đây? Bên phải là máu đỏ thẫm. Và đối với biểu tượng màu đỏ thì đó là máu đỏ tươi. Thì đó là một nửa bên trái. Chúng ta có máu đỏ tươi. Vậy đặc điểm của mỗi thành phần như thế nào? Tim thì chúng ta vừa tìm hiểu ở phần trước rồi, đó là có 4 ngăn, đó là 2 tâm thất và 2 tâm nhĩ. Nửa bên trái thì chứa máu đỏ tươi. Nửa bên phải thì chứa máu đỏ thẫm. Hệ mạch thì chúng ta thấy có động mạch, tĩnh mạch và mao mạch. Động mạch thì đưa máu xuất phát từ tim đi tới các cơ quan. Tĩnh mạch đưa máu từ các cơ quan trở về tim. Mao mạch nối động mạch với tĩnh mạch. Đó là đặc điểm của mỗi thành phần trong hệ thống tuần hoàn máu của chúng ta. Hệ tuần hoàn máu gồm có tim và hệ mạch, tạo thành vòng tuần hoàn nhỏ và vòng tuần hoàn lớn. Đây là vòng tuần hoàn nhỏ. Và đây là vòng tuần hoàn lớn. Đầu tiên, chúng ta tìm hiểu về đường đi của máu trong vòng tuần hoàn nhỏ. Bắt đầu chúng ta thấy xuất phát từ tâm thất phải, sau đó tới thì đây, tới động mạch phổi, và từ động mạch phổi sẽ chuyển tới mao mạch phổi ở hai bên, và sẽ tới tĩnh mạch phổi, và cuối cùng sẽ trở về đó là tâm nhĩ trái. Vòng tuần hoàn nhỏ thì gì đây? Dẫn máu qua phổi, giúp máu trao đổi khí, oxy và khí carbonic. Chúng ta tìm hiểu tiếp theo, đó là đường đi của máu trong vòng tuần hoàn lớn. Thì trước tiên là chúng ta thấy sẽ xuất phát từ tâm thất trái, sau đó tới thì đây động mạch chủ, và chia thành hai hướng, đó là thì đây động mạch chủ trên và động mạch chủ dưới. Và từ động mạch chủ trên và động mạch chủ dưới thì sẽ tới thì đây mao mạch trên và mao mạch phần dưới. Từ mao mạch phần trên thì chúng ta sẽ thấy tới thì đây tĩnh mạch chủ trên, còn từ mao mạch phần dưới thì sẽ tới thì đây tĩnh mạch chủ dưới, và cuối cùng thì chúng ta thấy đó là về vị trí tâm nhĩ phải. Và đó là đường đi của máu trong vòng tuần hoàn lớn. Vòng tuần hoàn lớn dẫn máu qua tất cả các tế bào để thực hiện sự trao đổi chất. Các bạn nhìn vô hình,
thì hãy cho cô biết đó là vai trò chủ yếu của tim và hệ mạch. Thứ hai, hệ tuần hoàn có vai trò gì đối với cơ thể của chúng ta? Thì chúng ta nhìn thấy, chúng ta sẽ biết là tim co bóp tạo lực đẩy đi qua các hệ mạch. Còn hệ mạch thì dẫn máu từ tim tới các tế bào của cơ thể, rồi lại từ các tế bào trở về tim. Vai trò của hệ tuần hoàn đó là lưu chuyển máu trong toàn cơ thể để thực hiện sự trao đổi khí và trao đổi chất. Ở phần tuần hoàn máu, chúng ta có nội dung ghi bài như sau. Hệ tuần hoàn gồm có tim và hệ mạch tạo thành hai vòng tuần hoàn. Vòng tuần hoàn nhỏ dẫn máu qua phổi, giúp máu trao đổi khí oxy và khí carbonic. Vòng tuần hoàn lớn dẫn máu qua tất cả các tế bào để thực hiện sự trao đổi chất. Hệ tuần hoàn có chức năng đó là lưu chuyển máu trong toàn cơ thể, thực hiện sự trao đổi khí và trao đổi chất. Hướng dẫn về nhà, viết bài và chụp lại bài, làm bài Linh củng cố, học bài và trả lời câu hỏi sách giáo khoa, đọc trước bài 18. Xin chào và hẹn gặp lại.